Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng TV đây. Chào mừng em quay trở lại ở channel của mình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với con cu fan, con game ba đổi thưởng, được thưởng cực quý tín luôn. Link tải con cu fan này mình để dưới phần mô tả nhé nhá. Hôm nay vốn là 4 triệu mốt này, mình sẽ vào chiến con long hổ nhá nhá. Hy vọng hôm nay có lãi anh em ơi. 4 triệu mốt này kiếm tầm chiều dưới 2 triệu nghỉ nhá nhá. Thì ở cái trò long hổ này thì anh em nên cách tốt nhất là anh em nên đánh theo cái thằng đại gia ấy. Cái thằng đại gia này thì nó đánh theo dây anh em ạ. Có dây thắng là nó ăn liên tục luôn anh em. Mình để xem nhé. Đây này, nó đánh long này nhá anh em. Nó đánh long, mình quất luôn 500k long này. Nó thắng là thắng liên tục luôn anh em, mà thua nó cũng thua liên tục luôn. Này, ván đầu tiên ăn nhá anh em. Anh em thử đếm xem được bao nhiêu ván nhá. Đôi lúc cái thằng đại gia một này nó đánh chậm lắm anh em. Anh em phải để ý nhanh tay cơ. Đây, ván này thì nó đánh nhanh này, nó đánh bên hồ này. Mình quất 300k thôi. Đấy, để tiền gấp thép anh em, an toàn thôi. Nãy kiếm được 500k, bây giờ thêm 300k nữa là 800. Ôi, ra một thì ăn chặt anh em ạ. Ok nhá anh em. Ăn hai tay liên tục này. Hai tay 800k rồi. Đấy, việc nhẹ lương cao anh em ạ. Đúng cái dây nó đang đỏ thế anh em. Nó 51 triệu rồi kìa. Này, nó tiếp tục đánh bên hổ này. Tiếp tục quất 300k bên hổ nhá. Quy. Ui, quy còn ra K kìa. Ôi, đỏ anh em. Đấy. À, quá đỏ luôn. Đấy, lên 5 triệu 2 anh em, có hơn 1 triệu bạc rồi này. Đấy, anh em thấy hợp lý không? Nó đánh bên long này. Mình lướt YouTube thấy khá là nhiều ông làm theo cách này anh em ạ. Đấy, khá là nhiều ông làm video theo cái cách này. Đây, lại ăn tiếp này anh em ơi. Cách này mình thấy khá là ổn áp ấy chứ. Nếu mà anh em vào đúng cái lúc mà nói cái thằng đại gia này đang cái dây đỏ của nó thì nó đánh phát nào trúng phát đấy anh em ạ. Bây giờ nó quất lông này, mình cũng quất theo 300k nhá. Thì link tải con cu fan này mình để dưới phần mô tả nha. Anh em nào tải theo link của mình thì nhớ nhắn tin qua. Tải theo link game lần đầu ấy nhá. Lần đầu biết đến con game và tải theo link của mình. Ôi mất rồi anh em ơi. Lần đầu biết đến con game mà tải theo link của mình thì sẽ được mình tặng code test game. Đấy, anh em cầm code xong test thử thấy ok thì anh em chơi. Còn nếu không thì anh em để đấy nhận tiền free mỗi ngày và chơi nhá. Đấy, không nhất thiết là phải nộp tiền đâu anh em. Mà nếu mà anh em nhận tiền free chơi ấy thì trước khi, nếu mà anh em chơi lên ấy, ví dụ như anh em chơi lên 50k thì anh em nên nộp vào 20k để cho dễ rút nhá nhá. Đấy là anh em đề phòng, mình bảo anh em, nhắc anh em đề phòng không. Mất tiếp một tay nữa anh em ạ. Đấy, anh em rút 50k anh em nộp vào nó 20k cho dễ nộp dễ rút anh nha. Đấy, kiểu gì mình cũng lái mà sợ quá gì anh nha. Ví dụ như anh em rút 100k anh em nộp vào 20k. Đấy, anh em rút 200k anh em nộp vào cho nó 50k. Đấy, như thế thì khỏi có cái vấn đề gì về nộp rút thì ok tất anh em. Và nãy là nó đánh hòa mình không theo nhá anh em. Anh em không nhất thiết phải theo hòa đâu, vì nó đánh hòa nó cũng không trúng đâu mà. Đây 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 đây, nó đánh long anh em ơi. Tiếp tục bên long nhá, làm phát triệu 2 đi. Quả này mà không đúng là không trúng là thực ca thì ăn này anh em ạ. Mình đang tính nó là không trúng thì ván sau mình sẽ all in anh em. Nhưng mà không kịp nữa rồi, ăn mất rồi anh em ạ. Đấy, đấy là lý do là mình bảo anh em phải có tiền để gấp thép ấy anh em. 5 triệu 9 này. 5 triệu 9 này anh em ạ. Thêm 300k nữa nhá. Thêm 6 triệu nghỉ anh em ơi. 10 này. K thua. 10 mà vẫn thua anh em nhỉ. Hơi đen rồi đấy. Ôi, nó còn 37 triệu nữa anh em ạ. Bọn máy này không biết gấp thép đâu. Thì mỗi mình gấp thép là mình lái thôi anh em. Chứ nó lố mà. Nãy giờ theo nó mà mình lái nhưng mà nó lại lố. Buồn cười không anh em. Đấy là do cái thằng kia nó không gấp thép đấy anh em ạ. Đấy, bắt buộc phải gấp thép nhá anh em. Thì mới có lái anh em ạ. Ok anh em ơi, đủ chỉ tiêu này. 6 triệu mút rồi mình thoát ra nhá nhá. Mình thoát ra rút tiền cho anh em. Đấy là quá đẹp rồi. Lái 2 triệu rồi anh em ạ.
Đấy. Link tải con coupon này mình để dưới phần mô tả nhé. Nhận tiền free này. Mình ghi mà dưới phần bình luận nữa nhé. Nhận rìu này. Đây là những cái mà vấn đề mà nhận free mỗi ngày để anh em nhận tiền để chơi đấy, không cần đột đấy nhé. Bây giờ là bảng xếp hạng mình vào cho anh em xem này. Đây này, mình lái đúng nguyên 2 triệu rồi. 2 triệu thì mình sẽ rút 2 triệu nhá. Số còn lại mình sẽ để lấy là làm video cho anh em. Mẹ mình đấy, mình quên mất đấy nhá. Mình nhận tiền free rồi này, 813 đồng phải cược cho đủ anh em ạ. Anh em nhận 1k nha, phải cược 1k thì mới được rút nhá. Mình nhận 800 đồng thì mình cược 800 đồng. Ok anh em ơi, rút được rồi. 2 triệu rồi. Ok anh em, thấy anh em ạ. Anh em xem video, thấy video mình hay thì anh em nhớ cho mình một like và đăng ký kênh, nhấn chuông để mình ra những video tiếp theo hay hơn, ý nghĩa hơn. Lịch sử rút của mình đây nha. Đấy, và anh em nhớ nhấn chuông thông báo kênh để khi nào mình lái to, mình phát lọc Momo tặng anh em ấy thì anh em biết mà nhận nha anh em. Ok, bye bye anh em.